Ong, loài côn trùng nhỏ bé với những đôi cánh trong suốt luôn là một phần không thể thiếu trong bức tranh thiên nhiên muôn màu. Chúng ta thường biết đến ống mắt với vai trò quan trọng trong việc thụ phấn cho hoa và tạo ra mật ngọt. Tuy nhiên, thế giới của loài ống còn phong phú hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Có hàng ngàn loài ống khác nhau, mỗi loài lại mang những đặc điểm và tập tính riêng biệt. Có loài ống sống đơn độc, tự mình xây tổ và chăm sóc con non. Lại có loài ống sống thành tập đoàn lớn, với sự phân chia thứ bậc rõ ràng và hệ thống tổ chức phức tạp. Trong thế giới đầy bí ẩn ấy, tồn tại một hiện tượng kỳ lạ, những con ong gián điệp, những kẻ xâm nhập âm thầm vào tổ ong của đồng loại để trục lợi. Trong thế giới tự nhiên, mỗi loài đều phải đấu tranh sinh tồn và thích nghi với môi trường xung quanh. Từ những loài động vật lớn như sư tử, họ, cho đến những sinh vật nhỏ bé như kiến, ống, tất cả đều phải tìm cách để tồn tại. Mỗi loài đều có những chiến lược riêng, những cách thức đặc biệt để vượt qua những thử thách của tự nhiên. Ống cũng không ngoại lệ, chúng là một trong những loài côn trùng có tổ chức xã hội phức tạp và tinh vi nhất. Từ việc xây dựng tổ, thu thập mật hòa, cho đến việc bảo vệ tổ khỏi những kẻ xâm nhập, tất cả đều được thực hiện một cách có hệ thống và hiệu quả. Để tồn tại và phát triển, một số loài ống đã tiến hóa và hình thành nên những chiến lược sinh tồn độc đáo. Chúng không chỉ dựa vào sức mạnh và số lượng, mà còn sử dụng trí tuệ và sự khéo léo để vượt qua những khó khăn. Một trong những chiến lược đó là khả năng làm việc nhóm, sự phân công lao động rõ ràng và hiệu quả. Một trong số đó chính là trở thành gián điệp, xâm nhập vào tổ ong khác để đánh cắp tài nguyên và thậm chí là thao túng cả một tập đoàn ống. Những con ong gián điệp này không chỉ đơn thuần là những kẻ xâm nhập, mà chúng còn là những bậc thầy về ngụy trang và lừa dối. Những con ong gián điệp này thường có ngoại hình rất giống với ống thọ trong tổ ong mà chúng muốn xâm nhập. Chúng có thể bắt chước màu sắc, hình dáng và cả những hành vi của ống thọ, khiến cho việc phát hiện ra chúng trở nên vô cùng khó khăn. Chúng có thể bắt chước mùi hương, cách di chuyển, thậm chí cả những rung động đặc trưng của loài ống chủ nhà. Điều này giúp chúng dễ dàng hòa nhập vào cộng đồng ống mà không bị phát hiện. Khả năng này không chỉ đòi hỏi sự tinh tế, mà còn là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài. Nhờ vào khả năng ngụy trang tài tình, những kẻ đột nhập này có thể dễ dàng qua mặt ong lính canh gác và trà trộn vào bên trong tổ ong một cách êm thầm. Một khi đã vào được bên trong, chúng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, thu thập thông tin, đánh cắp tài nguyên và thậm chí là thao túng cả tập đoàn ống. Đây là một cuộc chiến ngầm, một cuộc đấu trí giữa những kẻ xâm nhập và những người bảo vệ tổ ong. Và trong cuộc chiến này, chỉ có những kẻ thông minh và khéo léo nhất mới có thể chiến thắng. Ong gián điệp sử dụng nhiều phương pháp tinh vi để xâm nhập vào tổ ong khác. Những phương pháp này không chỉ đơn giản là những hành động ngẫu nhiên, mà là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa và thích nghi. Ong gián điệp đã phát triển những kỹ năng đặc biệt để có thể hòa nhập và thậm chí là chiếm đoạt tổ ong của kẻ khác. Một trong những cách phổ biến nhất là lợi dụng mùi hương. Mùi hương đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện và giao tiếp giữa các con ong trong cùng một tổ. Ong gián điệp hiểu rõ điều này và đã học cách sử dụng mùi hương để đánh lừa ong chủ nhà. Mỗi tổ ong đều có một mùi hương đặc trưng, được tạo ra bởi ong chúa và lan tỏa khắp tổ. Mùi hương này không chỉ giúp các con ong nhận ra nhau, mà còn giúp bảo vệ tớ khỏi những kẻ xâm nhập. Tuy nhiên, ong gián điệp có thể bắt chước mùi hương này một cách hoàn hảo. Ong gián điệp có thể bắt chước mùi hương này bằng cách trà sát cơ thể lên các vật dụng trong tổ ong chủ nhà, hoặc thậm chí là ăn cắp mắt ong và phần hoa của chúng. Khi đã có được mùi hương của tổ ong chủ nhà, ong gián điệp có thể dễ dàng xâm nhập mà không bị phát hiện. Ngoài ra, ong gián điệp còn có thể học cách di chuyển và phát ra những rung động giống hệt ong thỏ. Những rung động này là một phần quan trọng trong việc giao tiếp và điều phối hoạt động trong tổ ong. Ong gián điệp đã phát triển khả năng bắt chước những rung động này một cách chính xác. Bằng cách quan sát kỹ lưỡng hoạt động của tổ ong từ xa, chúng có thể bắt chước điều bộ, cử chỉ của ong thỏ một cách chính xác đến kinh ngạc. Ong gián điệp không chỉ học cách di chuyển, mà còn học cách tương tác với các con ong khác trong tổ. Nhờ vậy, ong gián điệp có thể dễ dàng qua mặt ong lính gác, những kẻ luôn cảnh giác cao độ với bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ong lính gác thường kiểm tra kỹ lưỡng từng con ong trước khi cho phép chúng vào tổ, nhưng với khả năng bắt chước hoàn hảo của ong gián điệp, chúng có thể qua mắt được sự kiểm tra này. Điều này cho thấy sự tinh vi và khéo léo của ong gián điệp trong việc xâm nhập và chiếm đoạt tổ ong của kẻ khác. Vậy tại sao ống gián điệp lại mạo hiểm tính mạng để đột nhập vào tổ ong khác? Đó là một câu hỏi thú vị và đầy thách thức. Để hiểu rõ hơn,
chúng ta cần nhìn vào bản chất của sự sinh tồn trong thế giới tự nhiên. Câu trả lời rất đơn giản: sinh tồn. Trong thế giới tự nhiên, mọi sinh vật đều phải đấu tranh để tồn tại. Ống gián điệp không phải là ngoại lệ. Chúng phải tìm mọi cách để đảm bảo rằng chúng có đủ thức ăn và nơi trú ẩn an toàn. Đối với những loài ống sống ký sinh, việc xâm nhập vào tổ ong khác là cách duy nhất để chúng tiếp cận nguồn thức ăn dồi dào và nơi trú ẩn an toàn. Điều này không chỉ giúp chúng tồn tại mà còn giúp chúng phát triển mạnh mẽ hơn. Thay vì tự mình xây tổ, nuôi con và trồng trọt với nguy hiểm từ môi trường bên ngoài, ống gián điệp chọn cách dựa dẫm vào công sức của loài ống khác. Điều này giúp chúng tiết kiệm rất nhiều năng lượng và tài nguyên. Bằng cách đánh cắp mật ong, phản hoa, chúng có thể dễ dàng tiếp cận nguồn dinh dưỡng mà không cần phải làm việc vất vả. Điều này giúp chúng duy trì sức khỏe và năng lượng để tiếp tục sinh sản. Và thậm chí là cả ấu trùng của ống chủ nhà, ống gián điệp có thể tập trung toàn bộ năng lượng cho việc sinh sản và duy trì nòi giống. Điều này giúp chúng đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Ống gián điệp không chỉ đánh cắp thức ăn mà còn có thể để chung trọng tổ của ống chủ nhà. Khi chúng nở, ấu trùng của chúng sẽ được ông chủ nhà chăm sóc và nuôi dưỡng. Điều này giúp chúng tiết kiệm rất nhiều công sức và tài nguyên. Chiến lược sinh tồn này tuy có phần tàn nhẫn nhưng lại mang lại hiệu quả cao. Nó cho phép ống gián điệp tận dụng tối đa nguồn tài nguyên mà không cần phải đầu tư quá nhiều công sức. Nó cho phép ống gián điệp tiết kiệm thời gian, công sức và giảm thiểu rủi ro, từ đó gia tăng khả năng sống sót và phát triển trong môi trường tự nhiên đầy khắc nghiệt. Điều này giúp chúng có thể đối phó với những thách thức từ môi trường xung quanh một cách hiệu quả hơn. Trong thế giới tự nhiên, sự sinh tồn không chỉ là một cuộc chiến về thế lực mà còn là một cuộc chiến về trí tuệ. Ống gián điệp đã chứng minh rằng, bằng cách sử dụng chiến lược thông minh, chúng có thể tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong môi trường đầy thách thức. Điều này cho thấy rằng, trong tự nhiên, sự khéo léo và thông minh có thể quan trọng hơn cả sức mạnh.